Bà Huỳnh ơi, đứng nắp cái đằng xa. Kính thưa toàn thể bà con, giữa lúc dân Loan Dương Nội đang cuộc đấu tranh của dân Loan Dương Nội đang ở vào thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi bị chúng nó đẩy vào trong tù tội oan sai. Ngày 25 tháng 4 năm 2014, khi tôi đang đứng quay phim ghi hình cuộc đàn áp của công an và chính quyền đối với dân Loan Dương Nội, thì tôi bị công an bắt giữ. Khi bắt tôi, công an đã đánh tôi gây thương tích, nhét rẻ vào mồm tôi làm tôi bị ngất. Khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang ở đồn công an quận Hà Đông. Từ đó đến nay sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi thấy việc chúng nó bắt giam tôi và nhiều người dân Dương Nội để nhằm mục đích cướp đất đó thực sự là một tội ác. Chỉ vì những món lợi nhuận khổng lồ từ việc thu hồi đất mà chúng nó đã bất chấp luật pháp, bất chấp tình yêu thương đồng loại để thực hiện những việc làm mà trời không dung đất không tha. Biết bao nhiêu cánh đồng lúa đang xanh tốt của nông dân Dương Nội đã bị chìm dưới bánh xích của máy xúc máy hủi. Biết bao nhiêu người ngộ bị hủi phá sang cốt trắng đồng. Biết bao nhiêu người dân Dương Nội đã bị công an đàn áp đánh đập dã man. Biết bao nhiêu người nông dân không chuyển đổi được nghề nghiệp đã bị đẩy vào cảnh cùng quẫn thất nghiệp đói nghèo. Sống không có đất mà làm, chết không có đất mà trồn. Biết bao nhiêu người dân vô tội bị đẩy vào vòng la mi. Đó là những tội ác tày trời của bọn quan tham đã gây ra cho dân Loan Dương Nội trong suốt gần 10 năm qua. Nhưng có một điều mà chúng nó tính không ra, chúng nó không thể lường trước được. Đó chính là kẻ gieo gió ắt sẽ phải gặt bão. Chúng nó càng gây ra nhiều tội ác, chúng ta càng đàn áp, chúng ta càng triệt được sống của chúng ta bao nhiêu. Thì chính chúng nó đã thúc đẩy lòng căm thù và ngọn lửa đấu tranh để người dân vùng lên chống lại chúng nó bấy nhiêu. Bằng chứng là kể từ khi tôi và nhiều người dân Dương Nội bị bắt giữ cho đến nay, phong trào đấu tranh giữ đất đai quyền sống của nông dân Dương Nội không hề giảm sút và ngày mà ngày càng quyết liệt hơn. Còn đối với tôi, tuy rằng chúng nó đã giam giữ tôi trong suốt 15 tháng qua, nhưng chúng nó cũng chỉ có thể giam giữ được thể xác của tôi. Còn tinh thần và ý chí đấu tranh của tôi thì chúng nó không thể nào giam cầm được. Hàng ngày, hàng giờ, ngọn lửa đấu tranh trong tôi vẫn vượt qua song sắt nhà tù để hướng về phong trào đấu tranh của bà con ở bên ngoài. Kể từ khi tôi bị bắt cho đến nay, gia đình tôi cùng toàn thể bà con vừa đấu tranh giữ đất, vừa đấu tranh đòi trả tự do cho tôi và những người dân Dương Nội, vừa chăm lo cuộc sống như tôi ở trong tù. Những chuyến đi thăm, những món quà, những tình cảm thấm đẫm tình yêu thương như quặn chặt với tôi trong suốt thời gian tôi ở tù, đó chính là nguồn động viên to lớn, là động lực để cho tôi vượt qua được những khó khăn khắc nghiệt của nhà tù, để hôm nay tôi được trở về với gia đình và bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá này. Cầm tăng mà đây nhìn cho nào thì đi nhìn cái đường này. Cầm tăng ra cho nó đẹp. Rồi. Họ xuống bên chung quá. Quá.